các lực lượng Nga đã bắn hàng chục tên lửa vào thành phố Kherson ở miền nam Ukraine hôm 28 tháng 12. Quân đội Kiev cáo buộc các tên lửa Nga đã bắn vào một bệnh viện phụ sản, nơi các bà mẹ mới sinh tìm nơi trú ẩn trước cuộc tập kích. Bất thình lình, có một vụ đổ, tôi chộp lấy những thứ mình với được, cái chăn, bất cứ thứ gì tôi có thể nhìn thấy, và nhanh chóng chạy ra hành lang. Cửa sổ và kính bắt đầu vỡ nát. Tôi thấy tất cả các bác sĩ đều đã ở hành lang. Họ bắt đầu tập hợp số phụ nữ lại và đi xuống tầng hầm trốn. Khi chúng tôi đến tầng hầm, cuộc pháo kích vẫn chưa kết thúc, chưa một phút nào. Moskva phủ nhận việc bắn vào dân thường. Các lực lượng Nga đã rút lui khỏi Kherson vào tháng trước, đánh dấu một trong những thắng lợi quan trọng nhất của Ukraine trong cuộc chiến. Nhưng niềm vui đã nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi khi Nga pháo kích không ngừng, buộc nhiều người phải sơ tán. Trong khi đó, giao tranh ác liệt đã khiến thành phố Bakhmut do Ukraine kiểm soát trở thành chốn hoang tàn, gần như không còn ai sinh sống. Những người chủ nhà đã ra đi và đưa chìa khóa cho tôi. Họ để lại gà, chó và bèo. Sẽ không có ai chăm sóc cho chúng nữa vì tôi cũng sắp đi. Hồi đó tôi đã nói họ đưa chìa khóa cho tôi đi và tôi sẽ trông nhà cho họ. Sau 11 tháng chiến sự, không có dấu hiệu nào cho thấy các bên tiến gần đến bàn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang đẩy mạnh một kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm, bao gồm việc Nga hoàn toàn tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và rút toàn bộ quân đội khỏi nước này. Tuy nhiên, Điện Kremlin hôm 28 tháng 12 đã bác bỏ kế hoạch này, khẳng định Kiev phải chấp nhận diễn biến thực tế mà trong đó Moscow đã sáp nhập 4 khu vực của Ukraine. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.